Xin chào toàn thể bà con làng văn hóa đọc K9 đã ghé thăm ngôi nhà 08 của chúng tôi. Vậy là đã 4 tuần trôi qua, chúng ta đã đi cùng với nhau được một nửa hành trình rồi đó. Cảm nhận của bà con cô bác như thế nào? Bà con đã nhận thấy bản thân mình có sự chuyển hóa rõ rệt chưa? Ngôi nhà của chúng tôi đã có lúc tinh thần bị trùng xuống, năng lượng của cả nhà bị yếu đi, nhưng giữ đúng với ý nghĩa của cái tên ngôi nhà 08, đoàn kết yêu thương mà chúng tôi đã kịp thời hiểu thương nhau, kêu gọi động viên và lấy lại năng lượng tích cực cho đồng đội. Kết quả là ngôi nhà của chúng tôi vẫn duy trì được 9 thành viên và hoạt động rất tích cực trong tuần qua. Để làm được điều đó, có lẽ là do chúng tôi đã ít nhiều thấm ngẫm được những điều tuyệt vời mà cuốn sách Ngày Thầy của cụ Hoàng Đạo Thúy để lại, trong đó có 5 phần Đức, Trí, Thể, Trí, Công. Và sau đây mời toàn thể bà con trong làng hãy lắng nghe phần đúc kết và chia sẻ góc nhìn về 5 phần này của các thành viên nhà 08 nhé. Đức phản ánh phần chân thiện mỹ trong nhân cách con người. Đức là một phần không thể thiếu trong 5 phần nền tảng để quá trình tôi luyện một người trưởng thành cần phải có, như đức, trí, thể, chí, công. Đức giúp con người trở lên có tính thiện lành, là nguồn gốc để có được nhân cách của hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Con người thiếu hụt rèn luyện đạo đức thì càng thành công, càng nguy hiểm cho xã hội. Bởi vì cái xấu và cái ác trong tâm họ luôn rình rập để làm hại người khác, mang lại lợi ích cho riêng mình. Bác Hồ đã từng dạy không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí, ắt làm nên, khẳng định chỉ cần có ý chí, quyết tâm, sự kiên trì, con người có thể làm được mọi việc. Chí ở đây là ý chí, nghị lực, ý chí giúp người ta có thể vượt qua mọi khó khăn, kiên trì theo đuổi mục tiêu và phát huy được tối đa khả năng của mình. Ngược lại, nếu không có ý chí thì khi gặp được khó sẽ rất dễ nản lòng. Chính vì vậy, trong giáo dục cần đặc biệt quan tâm đến việc rèn chí. Để rèn chí bền, trong cuốn sách Nghề Thầy, cụ Hoàng Đạo Thủy đã chỉ ra rằng cần phải để trẻ tự bắt tay vào công việc. Muốn chữa thói đùn việc cần phải giao việc thường xuyên, muốn chữa thói cầu thả thì cần phải sửa ngay lỗi sai bằng sự khích lệ, muốn chữa thói thiếu trách nhiệm thì cần phải đưa vào trong đội nhóm. Và cạnh đó cần phải quan tâm đến việc rèn trí bằng thể dục thể thao lao động mỗi ngày, bởi trí muốn mạnh thì thể phải khỏe. Người thầy cụ Hoàng Đạo Thúy có nói tới 5 phần đức, trí, thể, trí, công, phần nào cũng rất quan trọng mà một con người rèn luyện tốt 5 phần thì con người đó cống hiến được nhiều giá trị cho người khác và cho xã hội. Và mỗi người chúng ta muốn có ước mơ, mục tiêu hoặc mong muốn bất cứ điều gì thì đầu tiên phải là sức khỏe. Có khỏe mạnh thì chúng ta mới làm được nhiều việc. Có khỏe mạnh thì chúng ta mới rèn được đức, trí, trí công. Chúng ta có một sức khỏe khỏe mạnh thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc có ý nghĩa cho chính mình và cho mọi người. Trí tuệ là một phần tất yếu và không thể thiếu trong cuộc sống mỗi con người. Trí tuệ chỉ đứng sau đạo đức. Theo cụ thì trí tuệ không đơn thuần chỉ là những cái gì chúng ta đã biết, mà chúng ta phải biến tất cả những cái gì chúng ta biết thành cái kiến thức thực sự và nội lực của chính bản thân chúng ta. Để khi đối diện với các cái sự vật, sự việc xảy ra, diễn ra xung quanh thì chúng ta có đủ khả năng nhận diện ra bản chất của sự vật, sự việc. Từ đó chúng ta có cách hành xử, ứng xử và thái độ đúng đắn. Vì thế chúng ta không ngừng phải học, chúng ta cũng không ngừng phải hành để biến tất cả những cái kiến thức mà chúng ta đã biết thành cái trí tuệ của bản thân chúng ta, thành cái nội lực của chúng ta, để chúng ta ngày càng sâu sắc trong cuộc sống và vững vàng trong mọi hành động của chúng ta. Công là một khái niệm rộng lớn bao gồm nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Nói đến công, điều đầu tiên mà mọi người thường nghĩ đến sẽ là những hoạt động mà chúng ta thực hiện để kiếm sống. Có nhiều người sẽ thực hiện nó như một trách nhiệm nặng nề và từ đó sẽ tạo thành một áp lực cho chính mình. Nhưng nếu chúng ta nghĩ được như cụ Hoàng Đạo Thúy viết trong cuốn sách Nghề Thầy, nếu đặt cho thủ công một cái mục đích yêu thì tự khắc nó đẹp bao nhiêu. Nếu chúng ta yêu lao động, chúng ta yêu công việc mà chúng ta đang làm thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng ngoài việc cung cấp nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống thì công còn góp phần phát triển cho xã hội, phát triển cho bản thân và mang lại nhiều niềm vui, ý nghĩa cho cuộc sống. Như vậy, đức, trí, thể, trí, công là một cách tiếp cận giáo dục toàn diện phát triển giữa đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, nghị lực và trách nhiệm xã hội. Mục đích của mối quan hệ này đấy là hướng đến việc nuôi dưỡng những thế hệ trẻ không chỉ giỏi về mặt năng lực mà còn có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng đóng góp cho xã hội. Do đó, gia đình, thầy cô và những người xung quanh cần làm gương cho trẻ. Trường học nên xây dựng một chương trình giáo dục định hình những giá trị này trong quá trình phát triển của trẻ, nhằm củng cố nền móng cho một cộng đồng và đất nước phát triển bền vững, công bằng và đầy sự tử tế.